Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua khoảng độ 7 giờ 30, đấy, một cơn lốc này bất ngờ đấy, ập tới, cuốn phăng hết cả lá cọ trên mái nhà, đây, lá cây đấy, đầy bãi luôn. Quá là kinh hoàng. Một cơn lốc rất là nhanh, bất ngờ và nhanh, rất là mạnh. Sáng nay mình đã dậy từ lúc 5 giờ nhưng mà còn tối quá, không có đủ ánh sáng để quay cho các bạn xem, cho mọi người xem. Đây, mọi người xem đây. Đấy, cây chuối rồi, mía là bao nhiêu cây xoan đổ. Đó. Đấy, những cây quế này. Trên khoảng 6-7 mét bây giờ xuống hết đây. Đấy, chuối đứt đôi. Còn gì để mà nói nữa ha. Không có gì để mà nói. Đấy, cây chuối mà đi hàng bó thế này quý vị. Cái ruộng bí nó quấy cho nhục hết rồi. Nhục hết lã. Quá là cần lốc mạnh. Đợi nó đổ này thôi. Bấm cho chú cho lợn cũng không kịp. Ăn cũng không kịp hết. Đấy, cây quý bao nhiêu năm? Quý vị ạ. Trên 20 năm. Giờ đã thay đổi rồi. Cần lốc nó quật rồi. Quá thường. Một cơn lốc của nó quá là mạnh, quá là bất ngờ. Mọi người, lúc ấy tầm khoảng độ 7 giờ 30 quý vị ạ. Có nhà còn đang ăn cơm. Có nhà ăn cơm dở, còn có như nhà mình mở vừa ăn cơm xong, may vừa ăn cơm xong, vừa ăn cơm xong vừa dọn thì cơn báo, cơn lốc nó ập tới, cuốn phăng hết cả mái nhà, mái nhà mình vừa sửa xong, đấy cái dàn chảo tivi, đấy còn một cành. Đấy, cành xoài quý vị ạ. Cành xoài là đâm thẳng đúng vào. Đây. Thẳng đúng vào. Ui dồi, chặt lắm. Thẳng vào cái chảo tivi quý vị ạ. Đợi cây vầu như thế là quật ngã.
Đấy, đục ngã xuống tận mái nhà này. Kìa. Cơn lốc nó ập tới rất là nhanh, vài phút thôi nhưng mà nó cuốn phăng bao nhiêu thứ ấy. Đến khoảng tính ra nó khoảng tầm khoảng 15-20 phút thôi quý vị nhé, cuốn phăng bao nhiêu là thứ rồi. Lá cỏ này mình đã được lập ở mái nhà nhé, giờ nó quấn xuống hết và dọn đồ đống ra đây. Cả bãi đầy là lá cây. Đấy. Bao nhiêu lá cây trên đồi nó cuốn phăng xuống đây hết đây. Mình cũng đã đề phòng rồi, bao nhiêu này lốp xe máy này. Mình đè lên mái nhà quý vị nhé, nó cuốn phăng ở đây rồi. Đấy. Khoảng cách cũng không phải là gần mấy đâu, tầm khoảng 30 mét đấy quý vị nhé. Đấy. Tận trên mái nhà này, mà nó quấn ra rơi xuống tận đây này quý vị nhé. Đó, kìa, còn lá cọ này bà vừa vớt ở ruộng lên này, bỏ vào đây này. Đấy, bây giờ mình kính mong bà con với này cũng đề phòng quý vị nhé, phải đề phòng ấy, chuẩn bị trước đi, có cái gì mí kéo chằng chéo của nhà không có, lốc về bất ngờ này nó cuốn phăng hết thì thôi, không cẩn thận là không có nhà để mà ở đấy. Đây, đây là cái ao cá quý vị nhé. Đấy, chứ không phải ao cá nữa là nó ao lá cây rồi. Đấy, lá cây ơi là lá cây. Đấy, các bạn xem, quý vị xem một cái ao lá cây chứ không phải ao cá nữa. Đấy, bây giờ quét hết đi, mất hàng buổi ấy. Rồi, bên trên đây này, này lá cây rất là nhiều này. Đấy, hôm nay còn phải sửa cái mái nhà nữa. Còn có là tối nay nó lại ập tới lại ướt hết, đêm qua đã ướt một đêm rồi. Đấy, lốp xe mới đè trên mái nhà nó quẳng xuống đây này. Đấy, kinh không. Phải dọn đi để khô còn đốt. Lá cây ơi là lá cây. Mẹ lại không thiệt hại về người. Đấy, cái nhà bên cạnh nhà mình ấy, cây xoan to đủ ở mái nhà quý vị. Đổ từ cái góc mái nhà ở trên kia nó trôi xuống đấy. Kìa. Ôi ôi, cháu ơi, lối đâu mà đi. Đấy, cây mết nó bị gãy đổ xuống đây này. Đấy, chắn cả lối đi này. Đấy, cây mít bao nhiêu năm bây giờ nó bẻ hết rồi này. Dậy đi học chưa? Không ai ở nhà này. Sao lại mà? Đi ơ. Đây, cái mít vừa xem rồi. Không có thấy lối vào ạ. Đấy, rào giếc đổ hết rồi. Có sợ không? Dán mọ. Tài gồm. Ui. Thế rồi, mẹ xem cái bãi ngô kìa. Đó. Đấy, mẹ ở nhà xem nhà bây giờ. Mẹ cần lốc về nó quật hết đi. Chuối rồi cam quýt là đi hết rồi. Đây, ruộng ngô đây. Nó quấn như nhục như tóc. À.
Bây giờ các bạn xem này, còn gì nên ngô nữa. Nát. Đấy. Đấy, ngô cái gọi là đứt, đứt thật rồi. Không phải đổ nghiêng nữa mà còn gãy đôi ấy. Ôi trời ơi, để về đây xuống xem nào. Này ngô lại đi hết đây này, thấy không? Kinh khủng không? Để chỉ biết đứng nhìn thôi, biết làm nào. Châu cũng hoàn hết. Đấy, cuốn đi đâu, làm gì mà sớm thế? Làm gì? Đấy, thăm đồng sau cơn lốc quý nhé. Ruộng thì thiệt hại ít thôi. May là không có mưa đá quý vị. Còn ngô thì xuống lên đất rồi. Xẹp hết rồi. Còn là ruộng lạc thì thiệt hại ít thôi. Nên nó cuốn cho hơi nhục một tí thôi. Chắc là hồi phục được. Nhưng mà riêng ngô là không được. Đứt đồi rồi. Đấy là gió báo lốc sét, không lường trước được. Chứ phải đề phòng. Cần lốc quá là bất ngờ mà quá là mạnh. Đấy, đằng sau đồi quế. Đấy, hết vào những cây quế. Để quý vị xem, mình đã dậy từ cái lúc 5 giờ quý vị nhỉ? Lúc đấy còn tối, không đủ ánh sáng để mình quay. Đấy. Còn tầm gần 7 giờ kém này. Các bạn xem, một cây chuối mới trồng cũng phải xuống đất hết, đất đồi hết, đồi sắn, vườn sắn nó cũng nghiêng hết. Rồi kéo cũng xuống hết rồi. Ngọn đã chạm đất hết. Cây nào mà không bị gãy cũng nhục hết rồi. Đây. Đúng là một đêm mất ngủ quý vị ạ. Nhà thì ướt hết. Đấy, có cái tổ. Đây, có cái tổ kiến thì không biết từ đâu về. Nó bỏ lên mái nhà quý vị.
Đấy, nhà toàn là kiến, có loại kiến đốt hơi bị đau, có loại kiến này này, kiến đỏ. Nó lấy từ không biết từ đâu mà nó quẳng lên mái nhà này. Đêm nó bò ra nó đốt, quá là kinh ghê. Đây, bên này nhà cháu của mình này. Đồ đục chuối cũng bị thiệt hại. Nhà cháu này bị ít thôi. Đấy, cây vải bao nhiêu năm cũng đã bị nghiêng rồi. Đấy. Bật gốc hay sao? Còn riêng chuối là thiệt hại nặng. Gãy hết. Lợn trâu bò ăn cũng không hết được. Cái loại chuối này vài ngày là nó thối hết. Thôi, video mình sẽ tạm dừng tại đây quý vị. Sẽ hẹn quý vị và các bạn video sau.